Người Trung Quốc bất ngờ nói, một con kênh ở Campuchia không đủ để khiến Việt Nam đổ mồ hôi. Tuy một con kênh ở Campuchia không đủ khiến Việt Nam đổ mồ hôi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc, Campuchia sẽ trở thành chúa tể nhỏ ở Đông Nam Á. Đó là chuyện của tương lai. Hai ông lớn ở khu vực này vẫn là Việt Nam và Singapore. Từ trước đến nay, Việt Nam rất lợi hại, có thể coi là bá chủ Đông Nam Á. Phía trên là một số đánh giá của chuyên gia Trung Quốc. Sau khi video này được đăng tải, thì đã thu hút hàng chục triệu lượt xem, hơn 86.000 lượt like và hàng ngàn bình luận của dân mạng Trung Quốc. Video này có gì thú vị mà người Trung Quốc tương tác và quan tâm nhiều như vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Việt Nam lần này thật sự bất lực rồi. Họ phải ngồi nhìn người hàng xóm bên cạnh đóng một vở kịch lớn với Trung Quốc. Campuchia tuyên bố sẽ hợp tác với Trung Quốc xây một con kênh tên là Phù Nam. Trong lòng người Việt Nam rất khó chịu. Đầu tiên, hãy nhìn vào tình hình hiện tại của Đông Nam Á. Hiện tại, khu vực này có hai ông chủ lớn, họ tuyên bố sẽ là công xưởng của thông xưởng của thế giới tiếp theo. Ông lớn thứ ở Singapore, đây là đất nước thương mại của châu Á. Hai đất nước này có cơ hội làm đại ca của Đông Nam Á, nhưng bây giờ là thời đại của Campuchia. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì điều kiện của Campuchia quá tốt, Campuchia nằm trên mảnh đất màu mỡ nhất bán đảo Đông Nam Á và có nhiều cảng thương mại. Theo lý thuyết, điều kiện này của Campuchia tốt hơn Việt Nam, mạnh hơn Singapore, không phải tôi ngu ngốc đâu. Nhìn lại năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Campuchia chỉ hơn 1.300 đô la thôi, được xem là một trong những nước nghèo nhất của Đông Nam Á. Các bạn nhìn vào bản đồ đi, con sông lớn này là sông Mekong. Đây là tuyến đường thương mại quan trọng nhất ở Campuchia. Nếu đào xong con kênh này, kinh tế Campuchia sẽ phất lên như diều gặp gió. Vì trước đây, Campuchia muốn vận chuyển gì ra biển thì phải đi qua Việt Nam và phải xin phép Việt Nam. Trung Quốc và Campuchia đã cùng nhau xây dựng con kênh này, có thể khiến Campuchia phụ thuộc thương mại vào Việt Nam giảm từ 33% xuống còn 10%. Số lượng hàng hóa không cần đi qua Việt Nam mà vẫn có thể bán ra nước ngoài. Còn Việt Nam thì sao? Kể từ đó không còn cách nào lấy phí cầu đường của Campuchia nữa. Từ trước đến nay, Việt Nam rất lợi hại, có thể coi là bá chủ Đông Nam Á. Hầu như về cơ bản đều từng bị Việt Nam đánh bại, cho nên không ai dám không nghe lời. Nhưng bây giờ Campuchia đã có một anh lớn khác hậu thuẫn, đó là Trung Quốc. Campuchia chỉ cần có thể ôm đùi Trung Quốc, cũng dễ dàng trở thành một phần kinh tế của Trung Quốc. Tuy một con kênh ở Campuchia không đủ để khiến Việt Nam đổ mồ hôi, nhưng điều thực sự khiến Việt Nam lo lắng là những người anh em bên cạnh hình như không muốn chơi với mình nữa. Đó là một vài chia sẻ của chuyên gia Trung Quốc này. Sau khi video này được đăng tải thì đã thu hút rất nhiều bình luận của dân mạng Trung Quốc. Vậy họ đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tại sao hình ảnh trong video cho thấy bờ biển Việt Nam dài hơn Campuchia rất nhiều, nhưng người dẫn chương trình lại cho rằng Campuchia có vị trí địa lý tốt hơn Việt Nam và Singapore? Điều này quá vô lý. Campuchia từng là chúa tể của Đông Nam Á trong lịch sử. Triều đại Angkor đã thống trị Đông Nam Á hàng trăm năm. Cho nên, tham vọng của họ là không hề nhỏ. Việt Nam thực sự là nước mạnh nhất trong số các nước Đông Nam Á. Việt Nam, chúa tể nhỏ bé của Đông Nam Á. Đúng như bạn nói, tìm một con kênh này không đủ để làm Việt Nam đổ mồ hôi, nhưng họ sẽ mất đi vị thế của mình ở Campuchia và để rơi vào tay Trung Quốc. Đây cũng là một phép thử cho Campuchia. Campuchia đang muốn trỗi dậy và tỏ ra mình là một con bài có giá trị với các ông lớn. Dự án kênh đào Phú Nam này là một chiêu thử lòng Việt Nam và Trung Quốc. Ai đưa ra cái giá tốt hơn thì sẽ theo bên đó. Việt Nam sẽ không ngồi im để Trung Quốc hành động. Nhưng nói về tiền thì Việt Nam không thể thắng được Trung Quốc. Chỉ có Trung Quốc mới mang được nhiều tiền đến với Hun Sen. Vị trí của Campuchia không có giá trị để lợi dụng, để kiềm chế Việt Nam. Trung Quốc mới cho họ một số lợi ích. Sau khi kênh đào ở Campuchia được xây dựng, nhiều hàng hóa của chúng ta có thể vào Campuchia từ sông Mekong, rồi vào vịnh Thái Lan và ra biển. Campuchia quá nhỏ, đào một con kênh rất tốn kém. Thay vào đó, xây dựng một tuyến đường sắt nối ra biển sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Nhưng con kênh này lại có lợi ích cho Trung Quốc. Vừa để cho Việt Nam hiểu được thế nào là cõng rắn cắn gà nhà, vừa giúp tàu chiến Trung Quốc di chuyển vào đất liền Campuchia dễ dàng hơn. Đối với Trung Quốc, Việt Nam quá nhỏ bé. Đối với Việt Nam, Campuchia quá nhỏ bé. Nếu không có sự hậu thuẫn của Trung Quốc, Hun Sen chắc chắn sẽ không dám làm gì. Trong số các nước châu Á, ai đi theo Trung Quốc sẽ là nước phát triển. Cư dân Trung Quốc đang ở Campuchia yêu cầu chính phủ hỗ trợ để quay lại đại lục. Rất nhiều người bị lừa đến đây và không thể trở về.
Tại sao chính phủ lại giúp một đất nước như vậy mà không giúp người dân? Tại sao Campuchia không đi nhờ Việt Nam để vận chuyển ra biển? Chẳng phải Việt Nam là anh cả của Campuchia hay sao? Việt Nam là một người bạn tốt, vừa là đồng chí, vừa là anh em của Campuchia. Dự án này khó thành hiện thực. Việt Nam chắc chắn sẽ không ngồi yên để Campuchia muốn làm gì thì làm. Campuchia cũng có thể xây dựng một con đập trên sông Mekong, trên lãnh thổ của mình để ngăn dòng nước chảy qua Việt Nam. Cuối cùng, Việt Nam sẽ trở thành một vùng đất khô cằn. Còn kênh này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều vào Việt Nam. Điều Việt Nam sợ nhất là sự xâm nhập của nước biển. Nó sẽ phá hoại hoa màu. Nhìn vào bản đồ, tôi thấy Campuchia có đường bờ biển. Mấu chốt là tàu thuyền muốn ra biển lớn thì phải qua Việt Nam hoặc Thái Lan. Sau khi xây dựng kênh đào, chúng ta sẽ xây dựng trạm thủy điện trên sông Mekong để kiểm soát lượng nước ở Việt Nam. Tuy Campuchia và Trung Quốc không giáp nhau, nhưng tình cảm thân thiết như hai người bạn láng giềng. Với kênh đào được xây dựng, Campuchia sẽ không còn nhu cầu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam và sẽ có lối ra biển riêng. Còn sông ở Campuchia tuy dài, nhưng con đường đến Trung Quốc mới còn dài hơn. Chúc mừng Campuchia đã tiến lần tới với nền văn minh của thế giới. Giúp họ cũng là giúp mình. Bây giờ hàng hóa Việt Nam phải đi qua Việt Nam bằng đường thủy. Sau này có thể đi theo sông Mekong đến Campuchia và trở ra biển. Đào xong con kênh này, Campuchia sẽ tự chủ hơn trong việc vận chuyển hàng hóa. Nhưng Campuchia không có nhiều hiệp định thương mại tự do với các quốc gia trên thế giới. Hàng hóa sẽ bị đánh thuế và không thể cạnh tranh. Mục đích của con kênh này nghiêng về quân sự nhiều hơn, còn kinh tế sẽ không thay đổi nhiều. Người ta nói, Việt Nam là con hồi tiếp theo của châu Á. Đây không phải là nơi nói xương, hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu sang Mỹ được giảm thuế. Vị trí địa lý của Việt Nam không ai sánh bằng. Campuchia trong mắt Trung Quốc chỉ là con tốt để kiềm chế Đông Nam Á. Việt Nam vẫn là đối tác quan trọng của Trung Quốc. Khi nào hàng hóa Trung Quốc muốn ra thế giới thì lúc đó còn cần Việt Nam. Tôi luôn nghĩ Campuchia thuộc về Myanmar vì ở đó có quá nhiều tội phạm và đầy rẫy sự nguy hiểm. Không ngờ đất nước này là người bạn tốt của Trung Quốc. Bản thân Campuchia cũng gần biển, xây đường cao tốc có phải là đều tốt hơn không? Từ bản đồ, sông Mekong không quan trọng đối với Campuchia. Tại sao họ lại làm như vậy? Tôi vẫn không hiểu. Không phải tự dưng Trung Quốc đầu tư giúp Campuchia, tất cả đều có lý do cả. Trung Quốc sẽ kiểm soát toàn bộ sông Mekong, từ thượng nguồn cho đến hạ nguồn. Ai muốn có nước thì phải nghe theo lời của Trung Quốc. Đầu tiên là xây một con kênh, thứ hai là xây một con đập ở sông Mekong chảy ra khỏi Campuchia. Tất cả là dấu chấm hết cho Việt Nam. Nhưng Campuchia có dám làm thế không? Chẳng trách dạo này Campuchia hot đến thế thì ra họ muốn đào con kênh này, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng. Làm sao bạn có thể nói rằng Campuchia tốt hơn về mặt địa lý so với Việt Nam và Singapore? Đây là điều buồn cười nhất mới từng nghe. Ngoài đúng ra, Campuchia không có giá trị gì đối với Trung Quốc, ngoài việc là một con cờ làm náo loạn Đông Nam Á. Tại sao Campuchia phải chở hàng hóa sang Việt Nam để vận chuyển đi quốc tế? Campuchia không có cảng biển sao? Chẳng trách chúng ta phải thu xếp phái đoàn ngoại giao của mình sang Campuchia làm đại sứ. Đây là một bước quan trọng để thâu tóm Campuchia về phép mình. Tôi có thể hiểu được sự phản đối của Việt Nam là một quốc gia có tiếng nói ở Đông Nam Á. Họ không thể để một người tương lai anh em quay lưng với mình. Không phải Campuchia nằm ở thượng nguồn của Việt Nam sao? Không có nước, Việt Nam sao có thể trở thành công sửa của thế giới? Tôi nhớ nước ta sẽ đóng quân tại một cảng nào đó ở Campuchia và hợp tác với Campuchia xây tuyến kênh đào này. Trung Quốc và Campuchia đôi bên cùng có lợi. Suy cho cùng, Việt Nam cũng đang tìm lợi ích giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng Campuchia thì khác, họ đã theo Trung Quốc và sẽ thuộc về Trung Quốc. Việt Nam không phải là ngọn đèn cạn dầu. Ảnh hưởng của nước này đối với Campuchia cũng không nhỏ chút nào. Liệu Việt Nam có để yên cho Campuchia xây kênh này không? Việt Nam không phải là hồ giấy. Chúng ta cứ chờ xem. Campuchia không bao giờ có thể phát triển được. Chỉ cần nhìn vào cơ cấu chính phủ của họ. Nói đất nước này sẽ trở thành ông chủ lớn ở Đông Nam Á là điều vô lý nhất mà tôi được nghe. Điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam phong tỏa Campuchia và cấm không có hàng hóa đi qua Việt Nam? Một con kênh không thể nói lên điều gì. Khi kênh đào Campuchia được đào, điều chúng ta có thể tiếp tục đào sang Thái Lan và đi thẳng ra Ấn Độ Dương hay không? Vẫn là phải phụ thuộc vào Việt Nam. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Nhiều chú ếch đại lục bày mưu cho Campuchia xây cả đập ngăn nước sông Mekong để nước không thể chảy qua Việt Nam. Những người Trung Quốc này nghĩ cái gì cũng dễ như gõ bàn phím. Nghe báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet
ấn định ngày khởi công xây kênh đào Phố Nam Thế Châu là ngày 5 tháng 8, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ hơn nữa của người dân Campuchia cho dự án này. Ông Hun Manet nhấn mạnh, đừng đưa ra bất kỳ phán xét nào về dự án này. Nó sẽ được khởi công vào ngày 5 tháng 8 năm 2024. Hãy ủng hộ thêm cho dự án. Dự án được xây dựng vì lợi ích của toàn thể nhân dân. Vì vậy hãy ủng hộ cho sự phát triển của chúng ta. Hai cha con Hun Sen tiếp tục thay nhau đưa ra những lời thách thức. Nhưng như một số người Trung Quốc đã nói, Việt Nam không phải là hồ giấy. Con canh ở Campuchia không đủ khiến Việt Nam đổ mồ hôi. Chắc chắn chính phủ Việt Nam sẽ có những đối sách thích hợp để đối phó với những sự thay đổi này của Campuchia. Các bạn thân mến, mới đây trên mạng xã hội Hỏi Đáp Trung Quốc đã đăng tải một câu hỏi như sau. Quốc gia Đông Nam Á nào có mối quan hệ tốt nhất với Trung Quốc và quốc gia nào có mối quan hệ tồi tệ nhất? Rất nhanh sau đó, rất nhiều người đã vào trả lời câu hỏi này. Có người nói rằng Lào, Campuchia và Myanmar là ba nước có quan hệ tốt nhất với Trung Quốc. Nhưng một số người thì lên tiếng vạch trần sự thật về Hun Sen và nói với người Trung Quốc rằng Campuchia không hẳn nghiêng về phía Trung Quốc như mọi người nghĩ. Còn khi nói về các nước khác, đa số người Trung đều nói tất cả đều có quan hệ bình thường. Riêng Singapore là nước có khả năng trở thành kẻ thù nhất. Chỉ có Việt Nam là nước đặc biệt nhất. Vậy đặc biệt như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Mối quan hệ tốt nhất giữa Campuchia và Trung Quốc là hoàng gia. Nhưng hoàng gia hiện tại có rất ít quyền lực, cũng như thực sự có rất ít ảnh hưởng đối với Campuchia. Vị vua thực sự của Campuchia là Hun Sen. Bên ngoài, Hun Sen rất thân thiết với Trung Quốc vì ông ấy cần sự hỗ trợ và đầu tư của Trung Quốc. Trên thực tế, sự ủng hộ trung thành thực sự của Hun Sen là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Gia đình Hun Sen sẽ cùng nhau đến Nhật Bản sống. Còn con trai Hun Sen tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point của Mỹ và sau này kế vị ông. Thời gian cầm quyền lâu dài của Hun Sen ở Campuchia không bị Mỹ chỉ trích nhiều. Có lẽ vì Mỹ có thể kiểm soát được ông. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu gia đình Hun Sen vẫn nắm quyền ở Campuchia thì Campuchia sẽ không thể thực sự thân với Trung Quốc. Nói về Việt Nam, tôi luôn cảm thấy Việt Nam là nước mà Trung Quốc cần phải hợp tác và duy trì mối quan hệ tốt nhất. Tuy người Việt Nam có thái độ rất phức tạp đối với Trung Quốc. Một mặt, họ chống Trung Quốc vì tranh chấp lãnh thổ, nhưng vì những trao đổi về lịch sử và văn hóa, quốc gia này chú ý đến Trung Quốc nhất và cũng gần gũi với Trung Quốc nhất. Tôi cho rằng nếu Trung Quốc muốn nỗ lực xuất khẩu văn hóa, thì Việt Nam chắc hẳn là phù hợp nhất. Vì người Việt Nam dễ tiếp thu văn hóa Trung Quốc, nên tôi nghĩ có thể từ từ bồi dưỡng dư luận viên ở Việt Nam có lợi cho Trung Quốc trên quy mô lớn hơn. Có thể cố gắng nuôi dưỡng phe Việt Nam thân Trung Quốc. Còn Thái Lan, đây là quốc gia gần gũi với Trung Quốc và chính Trung Quốc mới có thể mang lại nguồn thu cho du lịch Thái Lan. Thái Lan là quốc gia đặc biệt ưa thích Nhật Bản và Mỹ. Vì lý do này, Thái Lan khó có thể hoàn toàn theo phe Trung Quốc. Mọi người có nghe rõ âm mưu của người Trung Quốc này không? Họ đang muốn nuôi dưỡng dư luận viên ở Việt Nam. Nếu mọi người để ý, thì video nào của admin cũng có vài tiểu phấn hồng và bình luận. Và cái kết là bị anh chị em Việt Nam phản biện cho không kịp thở. Nói gì là ngóc đầu lên. Ở dưới câu trả lời này có một số bình luận như sau. Chính sách hiện nay của Trung Quốc là dịch lại gần Campuchia, Lào và duy trì mối quan hệ bình thường với Việt Nam. Điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của các bạn. Đừng nói nhảm, trong các nước ASEAN, Campuchia có mối quan hệ thân thiết nhất với Trung Quốc. Tại sao chúng ta phải bồi dưỡng lực lượng thân Trung Quốc? Nếu nước láng giềng không bị thuyết phục và khiêu khích, họ phát động chiến tranh, sau đó chúng ta sẽ dùng lý do tự vệ và mở đất rộng thêm 3.000 dặm. Bạn đang nói về điều gì vậy? Đang mơ sao? Đến bây giờ bạn vẫn còn ảo tưởng về Việt Nam sao? Hãy nghĩ đến Hồng Kông và Đài Loan. Tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ chống Trung Quốc còn nhiều hơn châu Âu và Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có Singapore và Malaysia. Càng cao thì càng chống Trung Quốc. Campuchia muốn xây kênh đào nhưng Việt Nam không đồng ý. Nếu không có Trung Quốc thì họ có dám làm không? Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. Chừng nào Việt Nam còn là láng giềng của Campuchia thì chính sách thân Trung Quốc của Campuchia là chính sách hàng đầu của họ. Ý tưởng của bạn quá trẻ con. Làm sao có thể nuôi dưỡng phe phái thân Trung Quốc ở Việt Nam? Việt Nam không phải là Campuchia. Họ không thích Trung Quốc, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ. Hầu hết tất cả phụ nữ trẻ đều yêu thích Trung Quốc. Họ nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, du lịch đến Trung Quốc và du học ở Trung Quốc. Ngược lại, việc đàn ông Việt Nam thân Trung Quốc là điều không thể xảy ra. Đừng tự hào và đừng ảo tưởng.
chỉ một số nơi ở miền Bắc, một số cô gái trẻ ủng hộ Trung Quốc. Còn những người xung quanh ở thành phố Hồ Chí Minh và ở phía Nam thì họ thích Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Còn Trung Quốc ở đó không có xếp hạng. Để người Việt Nam yêu thích Trung Quốc rất khó vì hai nước có xung đột về lãnh thổ và lịch sử không thể hòa hợp. Để tôi nói cho các bạn nghe, doanh nhân Việt Nam đều ghét Trung Quốc. Khi chúng tôi đi triển lãm và tham quan, họ hỏi chúng tôi là người Hàn hay người Nhật. Khi nghe nói tôi là người Trung Quốc, họ tỏ thái độ và miễn cưỡng tiếp đón. Singapore có khả năng trở thành kẻ thù của Trung Quốc nhất vì đất này thần Mỹ. Tôi nghĩ Singapore hiểu rất rõ nguyên tắc ôm lấy Trung Quốc, sẽ không trở thành quốc gia thù địch với Trung Quốc. Đây là quốc gia có thể chinh phục được. Ngược lại, Việt Nam có ác cảm sát với Trung Quốc vì lý do lịch sử, nhưng quả thực mối quan hệ giữa hai nước rất tốt. Nước có mối quan hệ tốt nhất là Lào. Rất đơn giản, vì đường sắt được mở ở đó. Ở đâu có đường sắt xây dựng, ở đó sẽ có bạn bè. Đối với Indonesia, điều đó không được tính vì nó không được kết nối với Trung Quốc. Nước Lào, đất nước này có rất ít giá trị và Trung Quốc sẽ không dành nhiều tâm huyết cho Lào. Đường sắt Trung Quốc-Lào giống như một con dao. Chức năng của nó là chia cắt bán đảo Đông Dương và tạo ra một ống hút ở Trung Quốc. Thân thiện nhất, gần như đồng minh, Lào-Campuchia về mặt chính trị, quân sự và ngoại giao đã hoàn toàn hướng về phía Trung Quốc. Một đất nước vừa yêu vừa ghét đó là Việt Nam. Singapore và Philippines, cả hai nước này đều có căn cứ cho quân đội Mỹ. Đồng thời, giới quân sự và chính trị của cả hai nước đều bị các phe phái thân Mỹ kiểm soát, khiến họ dễ quay sang làm kẻ thù. Quốc gia có mối quan hệ tốt nhất và lâu dài nhất với Trung Quốc là Việt Nam. Và Việt Nam cũng có mối quan hệ tồi tệ nhất với Trung Quốc. Nước có mối quan hệ tốt nhất là Campuchia. Không còn nghi ngờ gì nữa về điều này. Campuchia và Trung Quốc có mối quan hệ tốt đẹp và có lịch sử lâu đời. Đây là di sản ngoại giao mà thế hệ trước để lại. Campuchia đang bị Việt Nam và Thái Lan đe dọa. Và Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng và sẵn sàng bảo vệ Campuchia. Toàn bộ chính phủ Việt Nam có tình cảm dân tộc mạnh mẽ từ trên xuống dưới. Vì lý do lịch sử, cả nước có sự phản kháng mạnh mẽ đối với Trung Quốc. Việc loại bỏ tâm lý đối đầu này không phải ngày một ngày hai, mà cần sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Việt Nam là quốc gia khó khuất phục nhất ở Đông Nam Á. Lào là một trong những quốc gia thân với Trung Quốc ở Đông Nam Á. Còn Campuchia, quan chức cực kỳ thân với Trung Quốc, nhưng họ có âm mưu và muốn lợi dụng sự đầu tư của Trung Quốc. Việt Nam có thái độ thù địch, nhưng những năm gần đây đã chuyển sang trung lập, thậm chí bắt đầu hợp tác với Trung Quốc. Thái độ của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc là không tốt. Mối quan hệ có tốt hay không phụ thuộc vào việc họ có phải là bạn bè thực sự hay không. Hãy nhìn vào những quốc gia mà Trung Quốc bán vũ khí. Vũ khí là một phần mở rộng của chính trị. Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều mua vũ khí và trang thiết bị của Trung Quốc. Còn Việt Nam thì không, hoặc các bạn có thể nhìn vào tình hình Biển Đông. Vấn đề lớn nhất là ở Philippines và Việt Nam. Không cần phải nói, Singapore gần như là đồng minh của Hoa Kỳ. Hơn nữa, Đông Nam Á không phải là một khối thống nhất, tất cả đều cảnh giác lẫn nhau. Những nước có quan hệ tốt gồm có Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Cụ thể, Lào chắc chắn có mối quan hệ tốt nhất với cả quan hệ chính thức và phi chính phủ đều tương đối tốt. Mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc không tệ, nhưng giới tinh hoa như Hun Sen lại là những người cơ hội biết lợi dụng. Ở đâu có nhiều người Trung Quốc thì mối quan hệ sẽ trở nên tồi tệ hơn vì người Trung Quốc đôi khi kiêu ngạo nên sẽ bị người khác phân biệt đối xử. Tốt nhất là Campuchia, Lào cũng tốt, nhưng liên minh Việt-Lào là quốc sách của hai nước. Đó là tảng đá ngáng đường Trung Quốc. Thái Lan ổn nhất vì họ đã mua rất nhiều vũ khí của Trung Quốc. Nhưng giống như Pakistan, nước này cũng là đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Một đánh giá sai lầm nghiêm trọng là Singapore. Nhìn bề ngoài, Singapore không thân thiện lắm, nhưng thực tế lại rất thân thiện. Chiến lược mồi trên hàng rào chỉ là một lựa chọn để sinh tồn vì đất nước quá nhỏ. Việc Lào và Campuchia có phải là đồng minh cốt lõi hay không có thể tiếp tục được thảo luận, nhưng có thể khẳng định họ có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc. Tuyến đường sắt thủ đô Lào đã được xây dựng đến tận Côn Minh là đủ để chứng minh. Hầu hết các nước nhỏ chỉ có thể lắc lư trong cuộc đấu tranh giữa các nước lớn. Trong lịch sử lâu dài, Hàn Quốc và Nhật Bản từng là nước chư hầu của Trung Quốc. Còn bây giờ, Hàn Quốc và Nhật Bản theo một nghĩa nào đó là em trai của Mỹ, nhưng vẫn là em trai của Trung Quốc. Và các nước ở Đông Nam Á cũng vậy. Tôi đã xem một cuộc thăm dò cách đây không lâu. Philippines và Việt Nam là những quốc gia chống Trung Quốc nhiều nhất.
nhưng Indonesia thì tốt hơn. Nhưng khi có trận chiến với Mỹ, chúng ta phải lôi kéo Việt Nam, vị trí của nước này rất quan trọng. Việt Nam quả thực chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Trung Hoa, không chỉ văn hóa cổ đại mà cả văn hóa thời hiện đại. Có một số vlogger vùng Đông Bắc Việt Nam nói họ yêu Trung Quốc và muốn đến Trung Quốc sinh sống. Thế lực truyền thống ở Lào và Campuchia là Việt Nam. Hai nước này chỉ đang cố gắng cân bằng hai bên mà thôi. Họ đối xử với Trung Quốc bằng sự tôn trọng hơn là chân thành. Lào thì tốt hơn vì nó giáp với chúng ta. Nhưng Campuchia thực sự phụ thuộc vào Việt Nam. Những năm gần đây, Campuchia cũng cởi mở hơn trong quan hệ với chúng ta và ngày càng phụ thuộc vào chúng ta. Về phần Đông Timor, tuy không gần biên giới, nhưng việc Trung Quốc giúp thành lập đất nước này đã tạo ra một mối ân huệ lớn. Nhiều người không tin và cho rằng Việt Nam thù địch với Trung Quốc. Đây là chuyện cũ. Hiện tại, hai nước đang có mối quan hệ rất tốt. Phía trên là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Sông Mekong có chiều dài là 4.350 km và chảy qua 6 nước, lần lượt là Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Trong đó có 2.119 km chảy qua Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Đến khi chảy vào Đông Nam Á thì gọi là sông Mekong, còn đoạn hạ nguồn ở Việt Nam được gọi là sông Cửu Long, với hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu. Hiện nay, lưu vực sông Mekong đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng do tình hình tăng cường khai thác sử dụng nước và hiện tượng biến đổi khí hậu. Cùng với xu thế gia tăng hợp tác và phát triển của khu vực, còn các siêu cường thì liên tục tăng cường ảnh hưởng tại khu vực địa chính trị quan trọng này. Cho nên, nhiều cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong liên quan tới tài nguyên nước đã được đề xuất, trong đó có hợp tác Mekong-Lan Thương giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á lục địa. Vậy thì hợp tác Mekong-Lan Thương có những điều gì đặc biệt? Mekong là một con sông quan trọng nhất ở châu Á, bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc và chảy qua toàn bộ các nước ở Đông Nam Á, lục địa là Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Trung Quốc là quốc gia đầu nguồn của sông Lan Thương, Mekong, vì vậy thái độ hợp tác của nước này có vai trò quan trọng trong việc khai thác bền vững dòng sông. Tuy nhiên, các tổ chức đầu tiên về hợp tác tiểu vùng sông Mekong lại hoàn toàn vắng bóng sự xuất hiện của Trung Quốc. Cụ thể, thì vào năm 1957, Ủy ban Mekong được thành lập với các thành viên là Vương quốc Thái Lan, Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia và Việt Nam Cộng Hòa. Lo ngại rằng tình trạng nghèo đói ở lưu vực này sẽ góp phần tạo nên sức mạnh của các phong trào cộng sản, cho nên Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ ủy ban này. Dù vậy thì chỉ có một số dự án ngắn hạn được thực hiện do căng thẳng chính trị giữa các nước trong khu vực cũng như là chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Dù chỉ có đập Nậm Mưu ở Lào đều hoàn thành vào năm 1971 với mục đích là bán điện cho Thái Lan. Tới năm 1975, chiến tranh kết thúc ở Việt Nam và Lào. Tuy nhiên thì lúc này Khmer Đỏ bài ngoại đã trôi dậy ở Campuchia. Vì vậy mà vào năm 1978, chỉ có 3 quốc gia là Thái Lan, Lào và Việt Nam thành lập nên Ủy ban Lâm thời về điều phối nghiên cứu hạ lưu lưu vực sông Mekong. Nhưng do những bất đồng về chính trị mà ủy ban này chủ yếu chỉ thực hiện việc thu thập dữ liệu về dòng sông. Tới năm 1979, khi Việt Nam tấn công Khmer Đỏ và hỗ trợ thành lập Cộng hòa Nhân dân Campuchia, thì căng thẳng giữa Thái Lan và 3 nước Đông Dương với Việt Nam đứng đầu đã trở nên cực kỳ gay gắt. Vào cuối thập niên 1980, giới lãnh đạo Thái Lan có ý tưởng về một kế hoạch chuyển dòng để lấy nước từ sông Mekong với tên gọi là Công Chi Môn, nhưng mà ngay lập tức nó đã vấp phải sự phản đối của 3 nước Đông Dương. Cũng trong thời gian này, Việt Nam và Lào đã thực hiện nhiều cải cách và tới năm 1993 thì Vương quốc Campuchia cũng được tái thành lập. Vì vậy mà mâu thuẫn giữa 3 nước Đông Dương và các quốc gia trong khu vực cũng giảm dần. Sau đó vào năm 1995, cùng với việc Việt Nam gia nhập về nguyên tắc, gia nhập về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, thì Ủy hội sông Mekong cũng được thành lập với các thành viên là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Trong khi Myanmar và Trung Quốc là hai đối tác của Ủy hội, thế nhưng phải tới 15 năm sau, tức năm 2010, hội nghị cấp cao đầu tiên mới được tổ chức tại Hồ Hình, Thái Lan. Vì Trung Quốc là quốc gia đầu nguồn không tham gia vào Ủy hội sông Mekong, nên cho tới nay thì tổ chức này hoạt động vẫn không hiệu quả. Trong khi nước này cho xây dựng hàng loạt các siêu đập nằm trên sông Mekong, trong đó có đập Nọa Trác Độ với công suất là 580 MW và đập Tiểu Loan với công suất là 4200 MW và vô số đập thủy điện đang hoạt động trên dòng chính, cùng với các dòng phụ của con sông này lên tới 55 đập, cùng với hàng chục con đập khác đã được quy hoạch hoặc đang được xây dựng. Vì vậy mà cần một tổ chức mới để duy trì sự hợp tác giữa quốc gia thượng nguồn ở Trung Quốc với các quốc gia hạ nguồn ở Đông Nam Á lục địa. Hợp tác Mekong Lan Thương là gì?
Vào năm 2012, Thái Lan đưa ra sáng kiến phát triển bền vững tiểu vùng sông Lan Thương Mekong và Trung Quốc đã tích cực hưởng ứng. Tới tháng 11 năm 2014, tại hội nghị cấp cao Trung Quốc ASEAN lần thứ 17, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất việc xây dựng cơ chế đối thoại hợp tác Lan Thương Mekong và nhận được sự ủng hộ của 5 nước hạ nguồn. Sau đó, vào ngày 23 tháng 3 năm 2016, hội nghị cấp cao hợp tác Lan Thương Mekong lần thứ nhất đã được tổ chức thành công tại thành phố Tam Á, thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc. Với sự tham gia của Thủ tướng Trung Quốc là Lý Khắc Cường, Thủ tướng Thái Lan là Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Campuchia là Hun Sen, Thủ tướng Lào là Thông Sinh Thammavong, Phó Thủ tướng Myanmar là Sai Mokham và Phó Thủ tướng Việt Nam là Phạm Văn Bình Minh. Hội nghị lấy chủ đề là chung một dòng sông, cần bỏ chung vận mệnh và chính thức thành lập cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong. Tổ chức này sáng lập khung hợp tác là 3+5, tức là 3 trụ cột, chính trị và an ninh, kinh tế và phát triển bền vững, xã hội văn hóa và giao lưu con người. Đồng thời, ưu tiên triển khai hợp tác trong lĩnh vực kết nối, năng lực sản xuất, kinh tế xuyên biên giới, tài nguyên nước, nông nghiệp và giảm nghèo. Kể từ khi thành lập đến nay, cơ chế hợp tác này đã tổ chức 3 hội nghị cấp cao, tức là 2 năm một lần, và các hội nghị bộ trưởng ngoại giao hàng năm. Đối với lĩnh vực hợp tác tài nguyên nước, thì hội nghị bộ trưởng hợp tác tài nguyên nước Mekong Lan Thương lần thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 12 năm 2019 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại hội nghị này, Trung tâm Hợp tác Tài nguyên nước Mekong Lan Thương đã ký thỏa thuận hợp tác với Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong. Thỏa thuận này giúp trao đổi dữ liệu và thông tin, giám sát toàn bộ lưu vực cũng như đánh giá chung về tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan ở sông Mekong một cách hiệu quả hơn. Dù vậy thì phải gần một năm sau, vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, Trung Quốc mới bắt đầu chia sẻ số liệu thủy văn cả năm cho các quốc gia hạ nguồn và Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong cũng như cung cấp số liệu mực nước và lượng mưa tại hai trạm thủy văn là Doãn Cảnh Hồng và Man An nằm ở phía tây nam của tỉnh Vân Nam, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Bên cạnh Trung Quốc, các cường quốc khác trên thế giới cũng tìm cách hợp tác với các nước trong lưu vực sông Mekong. Một đối thủ khác của Bắc Kinh trong khu vực chính là Tokyo. Và tập nhân trước, khi Trung Quốc mới bắt đầu phát triển, Nhật Bản với Ngân hàng Phát triển Châu Á đã giúp thành lập tiểu vùng Mekong mở rộng. Đây là tổ chức bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc với 2 tỉnh là Vân Nam và Quảng Tây. Từ năm 1992, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Phát triển Châu Á, các quốc gia trong khu vực đã cùng nhau tiến hành các chương trình hợp tác về kinh tế và bảo vệ môi trường, bởi vì khu vực này được xem là một điểm nóng về đa dạng sinh học của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên. Tới năm 2007, khuôn khổ hợp tác Mekong-Nhật Bản đã được thực hiện với các lĩnh vực như là phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ, bảo vệ môi trường và an ninh nguồn nước sông Mekong. Một trong số các chương trình hợp tác trọng tâm là sáng kiến Mekong Xanh cùng với sáng kiến hợp tác kinh tế và công nghiệp Mekong-Nhật Bản. Trong đó thì sáng kiến Mekong Xanh thường tới để mạnh hợp tác đa dạng sinh học về quản lý nguồn nước cũng như giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến sự phát triển trong vùng. Trong những năm gần đây, Ủy hội Mekong đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản trong một số hoạt động về quản lý lũ lụt và hạn hán, nông nghiệp và tưới tiêu, cũng như tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo lũ và hạn hán trong giai đoạn 2020-2023. Chúng ta cũng không thể không nhắc tới Mỹ, đối thủ lớn nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á và trên thế giới. Từ năm 2009, nước này đã đưa ra sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, bao gồm Mỹ và các quốc gia Mekong là Việt Nam, Campuchia. Tới năm 2012, sau quá trình dân chủ hóa thì Myanmar cũng đã tham gia vào tổ chức này. Sáng kiến hạ nguồn sông Mekong được xây dựng trở thành một diễn đàn để các nước tham gia có thể cùng nhau đưa ra các giải pháp chung cho các thách thức ở khu vực. Cơ chế hợp tác đã nâng cấp thành quan hệ đối tác Mekong-Mỹ tại hội nghị bộ trưởng lần thứ nhất vào năm 2020 với các hoạt động hợp tác nổi bật như là kết nghĩa giữa Ủy hội sông Mekong và Ủy hội sông Mississippi nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai bên. Chương trình dự báo Mekong và các hợp tác môi trường nhằm xây dựng các trạm quan trắc tự động để theo dõi về biến đổi khí hậu tại tiểu vùng. Xây dựng sáng kiến chia sẻ số liệu tài nguyên nước Mekong, hỗ trợ trao đổi học thuật và chuyên gia đến lưu vực hàng năm. Bên cạnh đó, các thành viên của quan hệ đối tác Mekong, Mỹ cũng đã thành lập cơ chế hợp tác với những người bạn của hạ lưu sông Mekong, bao gồm Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới. Một đồng minh của Mỹ cũng quan tâm đến tiểu vùng sông Mekong Pair, đó chính là Hàn Quốc. Vào tháng 11 năm 2011, Hội nghị Bộ trưởng Mekong Hàn Quốc đã được tổ chức lần đầu tiên. Quốc gia Đông Hà này bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác và phát triển với các nước trong khu vực sông Mekong.
Hội nghị này đã thông qua tuyên bố sông Hàn vì thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa các nước sông Mekong và Hàn Quốc vì thịnh vượng chung, theo đó xác định mục tiêu, nguyên tắc và định hướng cho hợp tác tương lai giữa các nước Mekong và Hàn Quốc. Các lĩnh vực ưu tiên là kết nối ASEAN, phát triển bền vững và phát triển nguồn nhân lực. Sau một thời gian hợp tác, thì kể từ năm 2019, quan hệ giữa Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á lục địa đã được nâng lên một tầm cao mới. Với hội nghị cấp cao Mekong Hàn Quốc đã được tổ chức và Trung tâm Quản lý Nguồn nước Mekong Hàn Quốc đã được thành lập. Cũng trong năm 2019, Quỹ Hợp tác Mekong Hàn Quốc đã thông báo tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam với dự án tăng cường các tổ chức sử dụng nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về Trung tâm Nghiên cứu chung về nguồn nước Mekong Hàn Quốc và thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy hội sông Mekong về tập đoàn K-Water của Hàn Quốc. Một cường quốc khác ở châu Á tham gia hợp tác với các nước ở sông Mekong là Ấn Độ. Từ năm 1989, thì nước này đã triển khai chính sách hướng đông và tích cực tăng cường hợp tác với các nước ASEAN. Đến năm 2005, hợp tác Mekong-sông Hằng đã được thông qua tại cuộc gặp tại giao sóng nước là Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Mục tiêu của tổ chức này là củng cố tình hữu nghị và đoàn kết giữa các nước thuộc lưu vực sông Mekong và sông Hằng thông qua bốn lĩnh vực hợp tác chính là du lịch, văn hóa, giáo dục và kết nối giao thông. Đối với lĩnh vực hợp tác tài nguyên nước, thì hợp tác Mekong sông Hằng đã tổ chức các hội thảo và trao đổi kỹ thuật. Tại sao Trung Quốc lại tham gia hợp tác Mekong Lan Thương? Thực chất thì Trung Quốc tham gia hợp tác Lan Thương Mekong là nhằm phục vụ mục tiêu địa chiến lược của nước này. Các nước Đông Nam Á lục địa có thể giúp xứ tỷ dân có một con đường thông ra Ấn Độ Dương mà không cần phải đi qua eo biển Malacca. Đó là tuyến đường sắt kết nối Vân Nam với Lào và Thái Lan, hay hành lang kinh tế Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam. Đó là tuyến đường sắt kết nối Vân Nam với Lào và Thái Lan, hay hành lang kinh tế Trung Quốc, Myanmar đi từ Côn Minh tới Chao Phiêu. Thậm chí là siêu cường số 2 thế giới còn muốn xây dựng kênh đào Kra ở Thái Lan, giúp cho hàng hóa của nước này có thể tới Ấn Độ Dương mà không cần phải đi qua eo biển Malacca. Ngoài ra, Đông Nam Á lục địa cũng là địa bàn mà Mỹ và các đồng minh lựa chọn để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, quốc gia có thể thách thức đến địa vị bá chủ của xứ cờ hòa. Tình hình thế giới thời gian gần đây cho thấy dấu hiệu của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Theo đó là Mỹ và các đồng minh sẽ tìm mọi cách để kiềm chế sự khôi phục lại vị thế quân nước Nga dưới thời Putin ở châu Âu và sự trỗi dậy của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình ở châu Á. Vì vậy mà xứ tỷ dân đã chủ động hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á lục địa nhằm kéo những nước này về phía mình. Về chính trị, Trung Quốc mong muốn biến Đông Nam Á trở thành sân sau của mình. Trên đất liền, quốc gia này đang tìm cách chi phối và thao túng nguồn nước đến các quốc gia ở hạ lưu bằng cách xây dựng và vận hành hàng loạt các con đập dẫn đến bất ổn nguồn nước và hạn hán thường kỳ ở các nước hạ Mekong, từ đó buộc các nước này phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Còn ở trên biển, Bắc Kinh đã đơn phương xây dựng và quân sự hóa một loạt các đảo nhân tạo ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Do phụ thuộc vào Trung Quốc nên nhiều quốc gia Đông Nam Á không dám phản đối hành vi sai trái của siêu cường mới nổi này. Vào năm 2020, Việt Nam trên cương vị chủ tịch của ASEAN lúc đó đã thành công đưa vấn đề Mekong trở thành một chủ đề thảo luận của các hiệp hội quốc gia Đông Nam Á. Trước đó thì tất cả các nước thành viên ASEAN đều chỉ chú ý đến vấn đề Biển Đông và các nước hải đảo, không đã động gì đến việc vấn đề sông Mekong. Nhưng mà giờ đây, cả hai đều là vấn đề chủ đạo trong chương trình nghị sự của ASEAN, với mẫu số chung là Trung Quốc. Về kinh tế hợp tác, Lan Thương Mekong được ví như củ cà rốt mà Trung Quốc dành cho các nước trong tiểu vùng, với mục đích biến khu vực này trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa cho mình. Các nước Đông Nam Á lục địa sở hữu thị trường gần 250 triệu dân và GDP gộp lại hơn 1.000 tỷ đô la. Đây chính là miếng mồi béo bở mà Trung Quốc phải giành lấy bằng được. Vì vậy mà đang có một làn sóng đầu tư của số tỷ dân vào khu vực này, đặc biệt là các dự án hàng tỷ đô la tại Lào và Campuchia. Việc hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á cũng giúp cho Trung Quốc phát triển khu vực Tây Nam. Trong đó thì hai tỉnh là Vân Nam và Quảng Tây chỉ xếp ở vị trí thứ 25 và 31 về GDP đầu người trong số tất cả 33 đơn vị hành chính của Trung Quốc. Việc kết nối với các quốc gia Đông Nam Á lục địa không chỉ giúp cho Vân Nam và Quảng Tây phát triển hơn nữa, mà còn giúp cả khu vực Tây Nam của Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Bên cạnh những lợi ích mang lại, nhiều dự án mà Trung Quốc thực hiện đã vấp phải sự phản ứng của các nước trong khu vực, ví dụ như đường sắt Trung Lào bị cho là quá đắt đỏ, hay đường sắt Trung Thái đã phải đàm phán lại số vốn đầu tư. Các dự án của Trung Quốc cũng thường bị lên án vì phá hoại môi trường, cũng như làm gia tăng tình trạng tham nhũng. Ngoài ra, sự trỗi dậy đầy tham vọng của Trung Quốc với đại chiến lược vành đai con đường mà Đông Nam Á là một trọng điểm chiến lược đã thách thức địa vị bá quyền của Mỹ.
Điều này đã làm cho siêu cường số 1 thế giới và các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng phải phối hợp để kiềm chế Trung Quốc. Bên cạnh đó, thì Ấn Độ thời gian qua cũng đã tích cực tham gia và hợp tác với các nước từ vùng Mekong ngoài lợi ích về kinh tế và chính trị, còn nhằm mục đích cạnh tranh ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này. Do vị trí chiến lược của Đông Nam Á lục địa, Trung Quốc đã đẩy mạnh hợp tác với các nước sông Mekong, đồng thời xem đây là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nước này. Các quốc gia sông Mekong như là Lào, Campuchia và Thái Lan cũng đã tận dụng cơ hội này để phát triển. Tuy nhiên, thì cũng đây cũng là địa bàn cạnh tranh chiến lược của các nước lớn. Trong khi Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng với khu vực, thì Mỹ và Nhật Bản cũng chọn khu vực này để cạnh tranh với Trung Quốc và kiềm chế sự trỗi dậy của nước này. Từ đó tạo nên phục diện các nước lớn vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, vừa kiềm chế lẫn nhau và tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trong khu vực. Chính vì vậy mà các nước Đông Nam Á lục địa đã ủng hộ việc khôi phục chế lược hợp tác kinh tế IRRD, Chao Phraya, Mekong, một dự án hợp tác khu vực không bao gồm Trung Quốc. Các thành viên của nó là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Vậy nhưng dự án này cũng không thể cạnh tranh được với hợp tác Mekong Lan Thương, bởi vì Campuchia và Lào thân Trung Quốc, Myanmar thì đang chìm trong nội chiến, còn Thái Lan thì bất ổn chính trị. Dù là một đồng minh hiệp ước của Mỹ, nhưng Thái Lan đã ngả về phía Trung Quốc dưới chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính năm 2014. Tới năm 2023 thì Thái Lan mới có một cuộc bầu cử dân chủ. Vì vậy mà trong thời gian tới, nước này có thể ngả về phía phương Tây, trong khi Việt Nam vẫn cố gắng giữ quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ. Với sự khác biệt về chính sách như vậy, cho nên các quốc gia Đông Nam Á lục địa không thể liên kết chặt chẽ với nhau để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Trong khi siêu cường mới nổi này lại là người nắm giữ thượng nguồn dòng sông. Đó là lý do vì sao các nước hạ lưu Mekong chào đón các đối tác lớn từ bên ngoài nhằm cân bằng lại thế vị trí nắm giữ thượng nguồn của Trung Quốc. Về phía Việt Nam, nước ta đang cố gắng tận dụng vị thế địa chiến lược, đó là mặt tiền của các nước Đông Nam Á, lục địa, hướng ra Thái Bình Dương. Cụ thể thì tuyến đường bộ tại mốn 4450 km đi từ Mô Lam Yai của Myanmar đến Đà Nẵng của Việt Nam với tên gọi là Hành lang Kinh tế Đông Tây đã được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Sông Mekong mở rộng lần thứ 8 tổ chức tại Manila vào năm 1998. Tới ngày 12 tháng 12 năm 2016 thì hành lang này bắt đầu hoạt động, giúp tăng cường kết nối giữa các nước Mekong theo chiều Đông Tây. Trong khi đó, theo chiều Bắc Nam, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có cả đường biên giới trên biển và trên bộ với Trung Quốc, cụ thể là ba tỉnh Vân Nam, Quảng Tây và Quảng Đông. Do đó, từ năm 2014, nước ta đã tham gia sáng kiến hai hành lang một vành đai, cụ thể là hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và hành lang kinh tế Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, cũng như vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Dù Việt Nam muốn nâng cấp cơ sở hạ tầng bằng việc hợp tác với Trung Quốc, nhưng vẫn phải luôn đề phòng người hàng xóm phương Bắc khi mà nước ta có cả tranh chấp nguồn nước trên bộ lẫn tranh chấp hải đảo trên biển. Vì vậy mà Việt Nam đã tăng cường hợp tác với cả quốc gia bên ngoài khu vực như là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Một yếu tố quan trọng khác trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đó là Lào và Campuchia. Hiện nay thì Campuchia đang nghiêng hẳn về phía Trung Quốc với hàng loạt các dự án tỷ đô, trong đó có siêu dự án kênh đào Phù Nam nhằm kết nối sông Mekong với vịnh Thái Lan. Còn Lào cũng đang cố gắng cân bằng giữa Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Vào năm 2021, Trung Quốc đã khánh thành tuyến đường sắt Côn Minh Viên Chăn, đồng thời tiếp tục xây dựng tuyến đường sắt nối Viên Chăn với Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Để cạnh tranh với ảnh hưởng của Trung Quốc, thì Việt Nam đã triển khai các dự án trọng điểm như biển Cảng Va ở Uống Áng 123, cùng với các dự án kết nối giao thông đường bộ và đường sắt theo hướng Đông Tây. Trong tháng 5 năm 2023, sân bay Nọng Khang cũng đã được đi vào hoạt động với sự hợp tác của hai nước Việt Nam và Lào. Trong bối cảnh xu thế hợp tác và cạnh tranh đan xen diễn ra ngày càng phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố khó xác định và khó lường, thì Việt Nam cần tận dụng vị thế địa chiến lược của mình để tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và các cường quốc bên ngoài khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải ứng phó với các tác động tiêu cực từ sự cạnh tranh giữa các nước lớn, bởi một khu vực Đông Nam Á lục địa hòa bình, ổn định và phát triển sẽ đảm bảo lợi ích quốc gia của Việt Nam. Và trên đây là những thông tin về hợp tác Mekong Lan Thương. Với ước mơ của chính quyền Campuchia bên bờ sông Mekong này, người Campuchia sẽ có thể ngắm nhìn những con tàu chở đầy container đang trên đường đến Việt Nam, cũng như vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Nếu chính phủ tân thủ tướng Campuchia Hun Manet tuân theo đúng kế hoạch của mình, các chuyến hàng trong tương lai sẽ đi dọc theo con kênh Phù Nam trị giá 1,7 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ. Một dự án sẽ xóa sổ những ngôi nhà lợp mái tôn ven bờ sông. Kênh đảo Phù Nam, gọi là Funan Techcocanel, sẽ được kết nối trực tiếp Phnom Penh với các cảng biển của Campuchia trên vịnh Thái Lan và sẽ thoát khỏi con đường vốn do Việt Nam,
chấn giữ mai cửa sông Mekong, một trong những tuyến đường thủy lớn nhất châu Á. Việt Nam cũng đang chờ đợi khi vừa mới có thông tin. Việt Nam đã chính thức đưa ra cảnh báo về việc tác động tiềm tàng của kênh đào đối với đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh vẫn chưa có các đánh giá tác động môi trường công khai về dự án này. Vốn là một phần trong các khoản đầu tư đầy tham vọng, nhưng lại eo hẹp về mặt tài chính của Trung Quốc vào các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc rút lại lời hứa tài trợ cho các dự án sân bay lớn ở Campuchia. Nhưng vào hồi tháng 2, Thủ tướng Hun Manet đã kêu gọi Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào những cơ sở hạ tầng lớn như kênh đào Phù Nam. Và mới đây, Thủ tướng Hun Manet đã quyết tâm xây dựng kênh đào Phù Nam trị giá 1,7 tỷ USD để nối thủ đô Phnom Penh ra biển, vì kênh đào sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới Việt Nam bởi là một phần của sông Mekong. Và trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào ngày 11 tháng 4 năm 2004, Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này. Vậy, câu hỏi đặt ra là Việt Nam phản ứng thế nào đối với kênh đào Phù Nam? Tác động của kênh đào này đối với Việt Nam và Campuchia như thế nào? Và điều đặc biệt, Trung Quốc được lợi gì khi đầu tư công trình này cho Campuchia? Trước khi đi vào vấn đề chính của nội dung video này, mong quý vị hãy like, chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh ủng hộ ekip. Còn bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chính của video ngày hôm nay. Trước các thông tin, Thủ tướng Hun Manet khẳng định quyết tâm xây dựng kênh đào Phù Nam. Việt Nam đã rất quan tâm đến dự án này và đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong cộng đồng quốc tế về việc chia sẻ thông tin về công trình này. Phát biểu về dự án này, ông Đoàn Khắc Việt, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời trong họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 11 tháng 4, khi được một hãng thông tấn nước ngoài hỏi về kênh đào Phù Nam, ông đã trả lời rằng Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia ven sông Mekong. Theo ông Việt, Việt Nam cũng đồng thời coi trọng việc tăng cường hợp tác để quản lý, sử dụng khách quan và bảo vệ nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của khu vực, lợi ích của các quốc gia trong khu vực, tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết giữa các quốc gia ven sông Mekong. Việt Nam cũng đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, Ủy hội sông Mekong trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống khu vực. Theo truyền thông của Campuchia, thì kênh đào Phù Nam tại cầu dự kiến dài 180 km nối cảng sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở phía tây nam Campuchia. Dự án này đi qua các tỉnh Kandu, Takeo, Campos và Khét. Trước đây, dự án này mang tên Hệ thống giao thông và hậu cần sông Bát Sát. Tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Quốc hội Campuchia, ngày 9 tháng 5 năm 2023, dự án được đặt tên lại là kênh đào Phù Nam Tây Câu. Một tài liệu Campuchia trình lên Ủy hội sông Mekong vào tháng 8 năm 2023 cho biết, kênh Phù Nam Tây Câu sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2028. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2024, với chi phí ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Hồi tháng trước, theo tờ báo Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định kênh đào Phù Nam Tây Câu sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1,6 triệu người sống dọc theo kênh và tạo ra nhiều lợi ích khác cho sự phát triển quốc gia. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thu hút các ngành công nghiệp và cơ sở vật chất khác đến khu vực, mang lại nhiều việc làm cho người dân địa phương sau khi hoàn thành việc xây dựng. Ông Hun Manet cũng cho biết kênh đào Phù Nam sẽ do các đối tác xây dựng Trung Quốc xây dựng theo mô hình BOT. Việc xây dựng kênh đảo này chắc chắn là có lợi cho Campuchia vì có lợi họ mới triển khai làm. Theo tờ Khmer Times, dẫn một lời đại diện chính phủ Campuchia nói rằng, kênh đảo Phù Nam Tây Câu sẽ không chỉ là kỳ công về xây dựng của Campuchia, mà còn lại yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Campuchia. Vì này nhắc lại lập trường của chính phủ Campuchia, khẳng định dự án kênh đảo Phù Nam Tây Câu sẽ không ảnh hưởng gì đến Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ việc mất đi nguồn thu từ chi phí vận chuyển hàng hóa Campuchia qua đường thủy của Việt Nam. Còn theo trang sở Bonik của Nga thì cho rằng, Thủ tướng Hun Manet, con trai nhà lãnh đạo Hun Sen, đã lên tiếng trấn an Việt Nam và các ý kiến chỉ trích, lo ngại khi Campuchia quyết tâm xây dựng siêu dự án kênh đảo Phù Nam Tây Câu. Kênh đảo này giống như giấc mơ dân tộc của Campuchia và Thủ tướng Hun Manet tuyên bố rằng, kênh đảo được xây dựng vì lý do kinh tế chứ không phải vì mục đích quân sự. Campuchia không coi bất kỳ quốc gia nào là kẻ thù. Cha Hun Manet, nguyên Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật tối cao của nhà vua, nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng kênh đào Phù Nam Tây Câu tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quân Trung Quốc hoạt động gần biên giới Việt Nam. Tờ Khmer Times của Campuchia cũng lưu ý, tuyên bố của Thủ tướng Hun Manet được đưa ra sau bài báo của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông Việt Nam và các nhà nghiên cứu phơi bình cho rằng kênh đào Phù Nam Tây Câu không chỉ phục vụ nền kinh tế Campuchia mà còn là một bước đi chiến lược của Trung Quốc nhằm vào hạ lưu sông Mekong. Campuchia đã phân tích rằng kênh đảo này có lợi cho Việt Nam,
bởi Campuchia và Việt Nam có đường biên giới tương đối dài và nhiều khu vực biên giới không được kiểm soát chặt chẽ. Một số tuyến đường thủy của Campuchia gắn kết với các tuyến đường sông của đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Việc hai nước thiết lập được các địa giới, công trình độc lập sẽ giúp giảm thiểu các hoạt động tội phạm từ cả hai quốc gia, hiệu quả trong việc cải thiện khả năng kiểm soát biên giới, hợp tác trong việc đảm bảo an ninh và xử lý vụ việc theo quy định sẽ được tăng cường. Quy định này sẽ làm tăng thêm tính tự chủ, củng cố an ninh quốc phòng, cũng như kiềm chế tội phạm xuyên biên giới ở cả hai quốc gia. Tất nhiên, khi kênh đào này hoàn thành thì lợi cho Việt Nam thì ít mà hại thì nhiều. Chúng ta cũng biết những năm gần đây, kinh tế Campuchia đã có những bước chuyển mình đầy tích cực, tốc độ tăng trưởng sinh vi luôn đạt trên 5% trên một năm. Bộ mặt đô thị của đất nước được cải thiện, nhiều nhà cao tầng mọc lên như nấm. Đây được coi là thành quả chiến lược tứ giác do Hun Sen phát động từ tháng 7 năm 2018 và cũng là kết quả hàng chục tỷ đô la tiền đầu tư từ Trung Quốc. Chúng ta phải biết rằng, từ năm 1992 đến năm 2010, tổng số tiền đầu tư nước ngoài vào Campuchia chỉ khoảng 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, thì chỉ riêng Trung Quốc đã đầu tư vào Campuchia số tiền lên tới 9,6 tỷ đô la, chưa kể 7 tỷ đô la nữa đang nằm trên giấy chờ giải ngân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước đạt 5,6%. Quy mô nền kinh tế tăng lên 28,5 tỷ đô la, đưa thu nhập bình quân đầu người Campuchia lên mức 1.800 đô la. Tuy vậy, con số 1.800 đô la vẫn thuộc top 3 nước nghèo nhất Đông Nam Á, cùng với Đông Timor và Myanmar. Tháng 8 năm 2023, sau 38 năm làm thủ tướng, ông Hun Sen đã cảm thấy mệt mỏi và quyết định giao lại quyền điều hành đất nước cho con trai cả mình là Đại tướng Hun Manay. Còn ông thì lùi về sau kiểu như là Thái Thượng Hoàng. Ông Hun Sen đã từng nói ông sẽ quay lại chính trường nếu có biến. Việc chuyển giao quyền lực này rất là đúng quy trình. Khi mà quốc vương Campuchia, ông Norodom Sihamoni đã triệu tập một cuộc họp quốc hội bất thường, bỏ phiếu bầu cho ông Hun Manay làm thủ tướng thay ra mình với sự nhất trí cao. Dù sao thì đảng CPP của ông Hun Sen cũng chiếm đến 120 trên 125 ghế tại quốc hội. Tuy việc bổ nhiệm thủ tướng là đúng quy trình, nhưng cũng không tránh khỏi việc nói ra nói vào của các đối thủ chính trị và năng lực của vị tân thủ tướng 45 tuổi này cũng bị đặt ra một dấu hỏi lớn và chỉ có thời gian mới trả lời được. Gần như ngay sau khi lên nắm quyền, với khát vọng thể hiện năng lực của mình, ông Hun Manay đã đưa ra một chiến lược mới để phát triển đất nước Campuchia, đó được gọi là chiến lược mũ giác. Chiến lược này dựa trên cơ sở chiến lược tứ giác của cha mình. Trong chiến lược này có một kế hoạch đầy tham vọng, đó là kênh đào đế chế Phù Nam. Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất thế giới, dài thứ 7 ở châu Á, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng trải qua Vân Nam Trung Quốc, qua các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. Khi trải đến đất Campuchia, sông Mekong chia làm hai nhánh là sông Tiền và sông Hậu. Sông Hậu thì được người Cam gọi là sông Ba Sát. Từ xưa, cuộc sống của người dân sông đồng bằng Cửu Long của chúng ta đã phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước của con sông này. Nước tưới tiêu đồng ruộng khiến cho đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Với sản lượng 25 triệu tấn trên một năm, chiếm đến 54% sản lượng gạo của cả nước. Nước giúp cho người dân giao thương đi lại buôn bán, trao đổi hàng hóa khắp vùng. Như chợ nổi, cái bè, cái răng cũng tồn tại vì có nước. Nước về mang theo tôm cá, làm kế sinh nhai kiếm sống của hàng triệu người dân, giúp người dân nuôi trồng, thủy sản. Nói chung, lợi ích của con sông thì nhiều lắm kể không hết được. Tuy nhiên, những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long thật sự đói lũ. Không có lũ về thì thiếu phù sa. Thiếu phù sa thì sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở thì người dân mất đất, mất cửa, mất nhà. Không có lũ về thì tôm cãi đi. Người ngư dân trải lưỡi ven sông cũng ngày càng khó khăn. Không có lũ về, nước thấp chiều cường lại lên cao, khiến cho tình hình xâm nhập mặn sâu vào trong đất liền hàng trăm km. Đồng ruộng nước toát, lúa cháy sơ sát. Như mùa khô năm 2015 đến năm 2016, 10 trên 13 tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã phải tuyên bố tình trạng thiên tai do hạn hán xâm nhập mặn gây ra. Tổng thiệt hại lên tới 7.900 tỷ đồng. Sang đến mùa khô năm 2019 đến năm 2020, hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là mức nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nó còn gay gắt hơn cả mùa khô năm 2015 đến năm 2016. Tổng diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn là 58.400 ha. Diện tích cây ăn trái bị thiệt hại là 25.120 ha. 96.000 hộ dân gặp nhiều khó khăn, đồng bằng sông Cửu Long thật sự đói lũ. Lý do thì có nhiều, ví dụ như biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino và hơn 200 đập thủy điện được xây dựng ở Campuchia, Lào, Thái Lan cùng với 13 đập thủy điện siêu lớn ở phần đất Trung Quốc. Hệ thống dày đặc các đập thủy điện trên sông Mekong này đã khiến cho lượng nước chảy về hạ lưu trở nên ít đi, lũ cũng vì thế mà không còn. Trong tháng 8 năm 2023,
Nay sau khi ông Hun Manet lên nắm quyền, Campuchia đã đề xuất với Ủy hội sông Mekong về việc thực hiện dự án kênh đào trải dài từ sông Ba Sắc đến cả biển ở tỉnh Kabut, thành phố khép gần với vịnh Thái Lan. Chính phủ Campuchia gọi công trình này là Funen Tet Chok Nao, tức là kênh đào đế chế Phù Nam. Chúng ta nhìn cái tên của dự án đế chế Phù Nam cũng có nhiều vấn đề. Đây quả thực là một cái tên đầy ẩn ý và khát vọng người Cam, nhưng luôn có một sự hối tiếc lớn lao về những chế độ rộng lớn của mình trong quá khứ. Ví dụ như đế chế Phù Nam hay đế chế Khmer. Phù Nam là tên của một quốc gia cổ đại đã tồn tại trong vùng Đông Nam Á, từ trước công nguyên với di tích Cảng Ok El, nơi đồng bằng sông Cửu Long. Phù Nam vốn là một vương quốc hùng mạnh cai trị cả một vùng đất rộng lớn, bao trùm toàn bộ phía nam của Việt Nam sang tới thận Thái Lan. Vương quốc tồn tại tới thế kỷ thứ 7 thì bị Trần Lạp thôn tính, nhưng rồi Trần Lạp cũng bị đế chế Srivihada ở Indo xâm nhập và sụp đổ phải tới thế kỷ thứ 9, khi vua Indra và Manhai đã tập hợp được dân chúng ngồi dậy, giành lại độc lập từ tay Srivihada và thành lập nên đế chế Khmer hùng mạnh. Di sản của đế chế là Angkor Wat, một kỳ quan kiến trúc của thế giới. Tuy nhiên về sau đất đai của Khmer lần lượt rơi vào tay của người Thái và Đại Việt, các vị vua của Cam chấp nhận làm thiếp chư hầu cho cả hai nước. Nếu không có người Pháp nể vào Đông Dương thế kỷ thứ 19 và chia lại bản đồ đã không có nước Campuchia như ngày nay. Vì vậy mà khi nhắc tới tên Phù Nam, người Cam luôn có một sự nối tiếp vô bờ. Cái tên Phù Nam Tet Co Ca Neo như để nhắc nhở các thế hệ sau này của người Cam về một quá khứ huy hoàng. Chỉ dưng chữ Tet cho đã được chính ông Hun Sen giải nghĩa, đó là ai vinh dự mang tên ấy có sứ mệnh đánh đuổi quân xâm lăng đất nước Campuchia. Thông tin được đăng tải trên tờ The Cambodia Daily ngày 4 tháng 2 năm 2024. Ông không nói đích thân ai chiếm đất, nhưng trong lịch sử của Cam, người đã khiến trong miếng sổ đỏ của Campuchia bé như hiện tại chỉ có Thái Lan và Đại Việt, cái tên kênh đảo đế chế Phù Nam cũng gián tiếp gửi cho một thông điệp cho Việt Nam rằng đã từng có một thời kỳ vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long trong lịch sử đã là một phần lãnh thổ của đế chế Phù Nam, đế chế Khmer. Theo thông tin của chính phủ tân thủ tướng Hun Manet, kênh đảo Phù Nam dài tới 180 km, độ sâu 4,7 m và độ rộng 50 m sẽ được xây dựng dưới sự giúp sức từ Trung Quốc. Đây sẽ là kênh đảo lớn nhất Đông Nam Á. Một khi dự án kênh đảo Phù Nam được hoàn thành, nó sẽ tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực của Campuchia nói riêng, cũng như là các nước lân cận trong khu vực bán đảo Đông Dương, nói chung và đặc biệt đó là Việt Nam. Như quý vị đã biết, thì địa hình Campuchia chủ yếu là các đồng bằng bồi tích do sự hoạt động mạnh mẽ của sông Mekong. Dạng địa hình này có rất nhiều sông suối với lượng nước dồi dào, với địa hình như vậy, rất thuận lợi để Campuchia phát triển nông nghiệp, đồng thời cũng là lợi thế để phát triển công nghiệp trên đất nước này. Xét về tổng quan cơ cấu của nền kinh tế Campuchia thì chỉ có khu vực thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kazan là có nhiều nhà máy và khu chế xuất, tức là lĩnh vực công nghiệp của cả đất nước tập trung hầu hết ở khu thủ đô. Còn các vùng khác của đất nước thì nông nghiệp, thủy sản là những ngành kinh tế chính. Một số thành phố ven biển thì có thể phát triển thêm du lịch. Như vậy thì với địa hình của đất nước có thể thấy rằng sự phân bố cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu của đất nước thì vẫn là nông nghiệp. Và tất nhiên để phát triển nông nghiệp thì các kênh đào dẫn nước đóng một vai trò rất quan trọng. Hiện nay ở Campuchia đang có tổng cộng là 7 kênh đào, bao gồm Sơ Tung Sen, Bờ Rích Nốt, Trà Dâu Y Trang Va, Xiêm Liệp, Bờ Sát, Trà Bang Kma. Cơ giang rốt chủ yếu được tạo nên từ việc nối liền với hồ Tô Lê Sáp, hồ nước ngọt lớn nhất tại Đông Nam Á. Đây là một trong những hồ nước ngọt quan trọng và đặc biệt với cả khu vực có ý nghĩa lớn đối với Campuchia từ nhiều khía cạnh. Ngoài ra cũng kết nối với sông Mekong, một trong những dòng sông lớn và quan trọng nhất tại Đông Nam Á, đã tạo điều kiện để hình thành các kênh đào. Các kênh đào này đóng vai trò thiết yếu trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của Vương quốc Cảm Hóa, cung cấp nước, phát triển hành các cảng biển, hình thành các cơ sở thủy điện, tạo việc làm bền vững cho người dân và tăng cường khả năng hợp tác quốc tế. Khi kênh đào Phù Nam được xây dựng thì nó cũng có chức năng như vậy. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, bản đồ quy mô vị trí của dự án có thể phát hiện một số điểm mới từ kênh đào này. Đầu tiên là kênh đào Phù Nam vẫn được nối từ phân lưu của sông Mekong, là sông Ba Sắc, nơi cách thủ đô Phnom Penh chỉ khoảng 30 km. Do đó khác với tất cả các kênh đào khác, Phù Nam được nối dài ra khu vực biển và giáp danh với một số tỉnh của Việt Nam, tạo ra một dải liên kết với thủ đô và các tỉnh có thế mạnh về kinh tế biển. Với số thế hội nhập quốc tế hiện nay, việc triển khai dự án sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Vương quốc Campuchia. Vâng, đó là những lợi ích cho Vương quốc Campuchia. Vận chuyển hàng hóa, tạo ra cơ hội phân phối sản phẩm từ các ngành nông nghiệp, thủy sản đến các khu vực cả biển, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa như thủy sản, gạo, dệt may, giày dép và nông sản đến các thị trường quốc tế. Tiếp nhận các mặt hàng, nhập khẩu nhiều loại hàng hóa, bao gồm máy móc, thiết bị, nhiên liệu hàng tiêu dùng, đồng thời vận chuyển với các đơn vị hành chính khác phục vụ cho tiêu dùng
và phát triển công nghiệp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho tỉnh như Campuchia Cam không chỉ tận dụng được từ nông nghiệp, du lịch để phát triển kinh tế, mà hoàn toàn có thể đẩy mạnh các ngành dịch vụ liên quan đến vận chuyển, phân phối. Hiện nay ngoài cảng xe Hanovia, ở các tỉnh Cam và Campos cũng đã có nhiều cảng biển. Tuy nhiên với kênh đảo Phù Nam, khoảng cách kết nối Cam và Campos tới Phnom Penh gần hơn so với xe Hanovia, từ đó sẽ tăng được năng lực hiệu quả làm việc của các cảng biển với hoạt động xuất nhập khẩu. Vì xuất hiện của kênh đảo Phù Nam sẽ có tiềm năng trở thành những khu đặc kinh tế như Sihanouk Vinh, tạo ra cơ hội phát triển kinh tế, góp phần thu hút các nguồn FDI, nhà đầu tư nước ngoài, tạo động lực cho chuyển giao công nghệ và phát triển các ngành nghề kỹ thuật số cho các khu vực này nói riêng và cho Campos. Dự án kênh đảo Phù Nam có khả năng tạo ra việc làm bền vững cho những người dân xung quanh khu vực mà kênh đảo đi qua, điển hình như các công việc liên quan đến ngành thi công công trình, làm việc trong các khu công nghiệp, các cảng biển, vận hành. Kênh đảo hoặc cũng có thể phát triển các dịch vụ liên quan đến du lịch vận chuyển. Cư dân có thể tiếp tục phát triển thêm về nông nghiệp, thủy sản, phục vụ cho xuất khẩu. Cảnh Phù Nam là một trong rất nhiều dự án được Trung Quốc đầu tư xây dựng ở Cam. Nhiều người nói rằng Cam mắc bẫy nợ của Trung Quốc, có thể đúng nhưng có lẽ chỉ đúng một phần. Đầu tiên chúng ta xem xét về mặt các bãi biển, các sòng bài, resort, khu vui chơi, rồi đặc khu kinh tế. Và đặc biệt những chỗ này là người Trung Quốc, người Cam và dân chúng không được vào. Ngày trước thì tắm biển miễn phí, giờ vào tắm thì lại phải mua vé. Người dân Vạn Trài có chỗ ra khơi bắt cá, giờ thì bãi biển bị quay hết và thuyền bè phải dẹt chỗ khác. Có nhiều chỗ đắc địa, Trung Quốc xây xong phần thô, rồi bỏ đó, rất nhiều công trình, nhiều dự án của Trung Quốc ở Cam bỏ hoang. Nếu do là người Trung Quốc đáng nhiệm, các ông chủ người Trung chỉ dùng người Trung, người Cam có đóng góp rất ít. Nói chung là người Campuchia không làm chủ được cái gì. Tuy nhiên để có thể kết nối công trình này thì cần có đường xá. Và Trung Quốc xây dựng rất nhiều đường ở Campuchia. Có cả đường cao tốc đã làm cho bộ mặt đô thị thay ra đổi thì đẹp hơn, khang trang hơn, có nhiều chỗ chơi hơn. Từ đó thu hút được nhiều khách du lịch hơn, giúp cho ngành hàng không, ngành vận tải, ngành du lịch của Cam và có lẽ cái mất nhiều nhất của người Cam đó là đánh mất tiếng nói và đánh mất chính mình. Khi mà ngậm tiền của Trung Quốc rồi thì há miệng mắc quai. Mặc dù không phải là một nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Campuchia vẫn luôn lên tiếng ủng hộ việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa đảo. ASEAN đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông. Còn phía ngược lại thì Campuchia lại lên tiếng ủng hộ Trung Quốc đã rất nhiều lần như vậy, đến nỗi là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Koh Si Kan đã phải lên tiếng rằng ASEAN nên đuổi Campuchia ra khỏi hiệp hội nếu nước này tiếp tục lựa chọn con đường sai lầm thì chịu ảnh hưởng từ một thế lực bên ngoài ăn cây táo mà lại rào cây sung. Trước đây Việt Nam giúp Campuchia đánh Pol Pot mà chính Pol Pot là do Trung Quốc hậu thuẫn đã cứu vớt người Campuchia thoát khỏi cảnh diệt chủng và giúp đỡ rất nhiều. Vậy mà giờ đây tình cảnh đã khác, một bộ phận người Cam vẫn luôn coi Việt Nam là kẻ chiếm đất, chiếm đồng bằng sông Cửu Long, chiếm cả đảo Phú Quốc, và gần đây nhiều thông tin cho rằng Campuchia nâng cấp quan hệ quân sự với Trung Quốc, đã cho Trung Quốc phát triển căn cứ hải quân RIM. Và Campuchia cùng Trung Quốc còn tổ chức tập trận chung tại Campuchia. Việc Trung Quốc phát triển căn cứ hải quân RIM cũng như sân bay quốc tế Da Asako tiềm tàng cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, nói chung đặc biệt là với Việt Nam. Nhưng ngày 8 tháng 8 năm 2023, Campuchia đã gửi thông báo từ Ủy ban sông Mekong về dự án kênh đảo đế chế Phù Nam. Sau đó, Việt Nam đã có công văn yêu cầu cơ quan và các nhà nước và các nhà khoa học tham gia đánh giá tác động của dự án xây dựng tuyến đường giao thông đường thủy đế chế Phù Nam đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Rõ ràng là không cần phải có trình độ của các chuyên gia. Các học sinh cấp 1 cũng biết được rằng đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua đang đói lũ, sông Hậu đang đói nước, giờ lại phải chia dòng nước chạy qua kênh đảo này, thì tình trạng thiếu lũ sẽ còn trầm trọng hơn rất nhiều. Mà thiếu lũ thì sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Như chúng ta đã nói ở phần đầu video, thiếu nước thì xâm nhập mặn, ruộng đồng, khô hạn, thiếu tôm cá, thiếu phù sa. Và điều đáng phân tích là tại sao Campuchia lại nảy ra ý tưởng này. Campuchia có biết rằng đồng bằng sông Cửu Long là vừa lúa lớn nhất của Việt Nam đang gặp khó khăn về nguồn nước hay không? Tất nhiên là Campuchia biết mà tại sao vẫn làm ý tưởng này là của Cam hay là một kẻ khác? Chắc chắn là sẽ có một người khác đứng giật dây. Người mà ngày xưa chúng ta giúp đỡ, ngày nay lại làm những hành động khiến chúng ta phải lo lắng, ủng hộ Trung Quốc làm cản ở Biển Đông, cho Trung Quốc phát triển căn cứ quân sự gần Việt Nam, giờ lại làm dự án kênh đào và thực là khiến người ta thất vọng. Chúng ta là đất nước ở cuối con sông, mấy nước đầu nguồn làm gì thì chúng ta rất khó bằng can thiệp, chỉ có thể dựa vào các hiệp định đã ký kết trước đó để ước chế họ. Campuchia phải thông báo dự án kênh đảo tới Ủy ban sông Mekong vì họ cùng với Việt Nam, Lào, Thái Lan đã ký kết hiệp định sông Mekong vào năm 1995.
việc xây dựng kênh đào này không cần phải phân tích nhiều, rõ ràng là gây thiệt hại nặng nề cho Việt Nam. Vậy chúng ta có thể làm gì? Khuyên Campuchia không xây dựng kênh đào nữa. Liệu với những lợi ích có được khi xây dựng kênh đào, thì Campuchia có từ bỏ việc xây dựng kênh không? Hay là khuyên không được, thì Việt Nam chúng ta mang quân đánh Campuchia một trận? Không, đánh nhau lúc này thì thật là hụt hẫng. Nếu không thay đổi được người khác, thì chúng ta tự thay đổi chính mình. Chúng ta thay đổi giống vật nuôi, cây trồng, chuyển đổi nghề nghiệp, trồng những cây chiều hạ, chiều man, năng suất cao. Nghiên cứu cho ra những hạt giống cây mới, giống con mới, phù hợp với điều kiện mới để tiếp tục phát triển. Như vậy, dù Campuchia có xây thêm 10 con kênh nữa, dù đó là kênh đế chế Phù Nam hay đế chế Khmer, thì cũng chẳng làm gì được. Sức mạnh tuyệt đối có thể đánh tan mọi âm mưu và thủ đoạn. Hãy nhớ rằng Israel, Ả Rập, Xê Út trên sa mạc quanh năm khô cạn, người ta cũng trồng được. Rau ăn đã thế lại còn trồng được năng suất rất cao. Bây giờ trình độ nông nghiệp của chúng ta vẫn chưa thể so sánh được với Israel, nhưng chúng ta có thể họp đồng bằng sông Cửu Long. Dù có thiếu nước đi thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là sa mạc có lý nào lại không trồng được cây. Kênh đào Phù Nam, xét trên một góc độ nào đó, lại là động lực thúc đẩy mạnh mẽ chúng ta học hỏi, nâng cao trình độ nông nghiệp, tiếp tục vững chắc bước đi lên. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, xin để lại dưới bình luận nhé!